Hello, chào tất cả các bạn. Tôi là Thùy Trang, sẽ là giáo viên Anh văn. Hi, I'm Peter Harris and I'm from America. I hope that we can help you with your English. Hello everyone and nice to meet you in a new lesson today. So today we move to a lesson about Unit 10, Nature in Danger. Xin chào tất cả các bạn và hôm nay thì rất vui gặp lại các bạn trong một bài học mới của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài 10 với tiêu đề là Thiên nhiên đang gặp thảm họa. So, but first of all, I have some pictures and I want to show you at first. Nhưng mà đầu tiên thì tôi sẽ có một vài bức tranh và tôi muốn các bạn hãy nhìn vào những bức tranh sau đây một tí nha. That's it. Trong bức tranh này thì chúng ta thấy là có một cái gia đình báo, báo này gọi là báo Titan ha, rất là dễ thương. Rồi tiếp nha. Sau đó là chúng ta sẽ thấy là có một gia đình của hươu cao cổ, cũng rất là xinh xắn đúng không nào? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều hình của nai nè, tuần lộc nè và cáo hay là sói nữa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau qua bài đọc nha. Vậy thì sau khi mà chúng ta nhìn thấy những cái bức hình mà tôi vừa cho các bạn xem thì chúng ta sẽ thấy là những cái động vật hoang dã thì nó rất là dễ thương. Và sau khi mà cho các bạn xem một cái hình rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào bài đọc để chúng ta coi là thiên nhiên của mình đang cầu cứu, đang kêu cứu như thế nào. Ok. But before you read, work in pairs, read these facts about endangered species and discuss the questions below. Nhưng mà đầu tiên thì tôi muốn các bạn phải làm việc theo nhóm hoặc là theo cặp. Và các bạn sẽ đọc những cái về những cái bài đọc này sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin về những cái loài vật mà đang có nguy cơ tuyệt chủng. Và sau đó thì chúng ta sẽ thảo luận những câu hỏi bên dưới. Once found throughout Africa and Asia, titans are now only scattered throughout East Africa. Number two, it's estimated that only 1,000 pandas remain in the wild. And the next one, there are only about 20 Siberian tigers left in the wild in China and about 100 live in Chinese zoos and national parks. Câu đầu tiên của chúng ta là once found throughout Africa and Asia, titans are now only scattered throughout East Africa. Đầu tiên thì cái câu này có nghĩa là cái titan á thì hồi đó đã sống đã từng sống trên khắp châu Á và châu Phi, nhưng mà bây giờ thì nó chỉ còn sống rải rác ở miền Đông Phi mà thôi. Next, it's estimated that only 1,000 pandas remain in the wild. Và theo như ước lượng của con người á thì có khoảng 1,000 con gấu panda vẫn còn sống ở trong thiên nhiên hoang dã mà thôi. And the next, there are only about 20 Siberian tigers left in the wild in China and about 100 live in Chinese zoos and national parks. Và chỉ có khoảng còn có khoảng là 20 cái con cọp Siberia còn lại ở trong cái thiên nhiên hoang dã ở châu Á, và khoảng 100.000 con thì đang sống tại các cái sở thú hoặc là những cái vườn quốc gia. Ok, next. Và đây thì chúng ta sẽ thấy cái hình đầu tiên, đó là titans. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy cái hình là của panda, của gấu panda, và tiếp theo đó là Siberian tiger. Đó là ba cái loài mà chúng ta vừa thông qua một vài cái câu giới thiệu cơ bản thì chúng ta sẽ đã biết đó là ba cái loài này đang có nguy cơ bị tuyệt chủng ở trong cái thiên nhiên hoang dã.
And now we move to the questions. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái câu hỏi nha. Number one, what do you understand from the fact above? Vậy thì